nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm mà chẳng có chỉ hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa, anh và tôi thật xa mãi mê nhìn lén nhau và không một ai nói nên câu rằng người tôi đang nhớ anh và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế?